Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa vạch trần sự thật về bố đẻ của Gôn. Câu chuyện giờ đây, nó mới trở treo cay đắng làm sao khi mà trước đây, Nghĩa đứng trước mặt Ngân Hà dương dương tự đắc và nói rằng chính Nhiên mới xứng đáng làm vợ, làm mẹ của con hắn ta. Bởi giờ cả hai đã có với nhau một đứa con trai 5 tuổi. Và câu chuyện nực cười hơn nữa khi mà không chỉ Nghĩa mà người ngoài nhìn vào bé Gôn cũng đã ngỡ ngỡ rằng bé Gôn nhìn nom giống hắn y đúc, khiến cho Nghĩa vô cùng an tâm. Nhưng đời mà, ác giả ác báo, hắn phản bội Hà, bao năm hủy hoại tước đi quyền làm mẹ, khiến Hà không thể có thai. Thì giờ đây, chính hắn lại phải hứng chịu nghiệp quả. Nhận sự phản bội của cô vợ đầy toàn tính An Nhiên, bé Gôn không phải là con trai của hắn, thậm chí bao năm qua, hắn cũng chỉ là kẻ mà An Nhiên dùng để sử dụng như một con cờ nhằm đạt được mục đích của cô ả mà thôi. Giờ đây mọi chuyện đã gió 70, cay thì cũng cay rồi. Nhưng hắn ta cũng đã kịp thời biết được mọi chuyện để có thể vạch trần, trừng trị cô ả. Nghĩa và Nhiên ngồi đối mặt nhau đầy căng thẳng. Nghĩa bình thản đưa tờ đơn ly hôn ra rồi lên tiếng. Cô ký đi rồi biến ra khỏi nhà tôi. Anh Nghĩa, như thế này là sao? Nhiên bất ngờ, nét mặt đầy hoảng hốt hỏi. Sao? Tôi tưởng lẽ ra đến lúc này cô nên biết rõ rồi chứ. Vậy Gôn thì sao? Anh có biết bao năm qua nó luôn khao khát được ở chung cùng với bố mẹ. 5 năm chỉ vì để anh trả thù nhà cô ta, em đã phải một mình nuôi con. Rồi cả nhà đoàn tụ chưa được bao lâu. Chỉ vì cô ta, anh lại rơi vào vòng lao lý. Em đã phải nói dối Gôn là bố bẩn đi công tác. Ấy vậy mà vừa mới được tự do, anh lại đòi ly hôn. Vậy là sao hả Nghĩa? Nhìn nét mặt tỏ ra đau đớn. Cô bỏ ngay cái nét mặt dạ tảo của cô xuống đi. Nghĩa quát. Tôi tưởng bố đẻ của Gôn chính là tên bác sĩ nha khoa ấy chứ. Sẽ phải giờ tôi tạo điều kiện để gia đình các ngươi được đoàn tụ hay sao? Đúng như sự mong ước của cô còn gì. Nhìn nét mặt đét lại. Sao? Tôi nói trúng tim đen của cô rồi đúng không? Nghĩa hỏi. Anh Nghĩa, không phải như anh nghĩ đâu. Gôn chính là con anh và em cũng chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Nhìn rối rít quỳ xuống ôm lấy chân Nghĩa. Cô buông tôi ra. Cô bảo cô yêu tôi, vậy mà chỉ vì sự ích kỷ của cô mà cô dám uy hiếp mẹ tôi, làm những chuyện đổi bại sau lưng tôi. Cô tưởng cô có thể giấu được mãi hay sao? Cô có biết vì cô mà tôi giờ đây mới phải nhận quả báo như ngày hôm nay? Nghĩa nghiến răng kèn kẹt, nắm lấy hai cánh tay của An Nhiên rồi hét lên trong sự cay đắng đầy căm phẫn.